Nếu bạn vô tình phát hiện ra căn cứ bí mật của siêu anh hùng, thì bạn sẽ làm gì? Liệu rằng có lôi hết vũ khí hiện đại ra để thử giống như đám học sinh này, dùng vòng dịch chuyển để quay góc bài thi, dễ dàng có được điểm A tuyệt đối, rồi lại dùng vòng tay vô cực để ném bóng chày, kết quả lập kỷ lục cú ném mạnh nhất thế giới. Nhưng cũng chính vì thế mà cả đám bắt đầu gặp rắc rối, bị một thế lực truy tìm với ý định cướp những vũ khí đó. Vậy làm sao để những đứa nhóc này thoát được khỏi tay đám người xấu? Câu chuyện phải kể từ khi Charlie còn nhỏ, cậu cùng hai bố mẹ đi dã ngoại trong rừng. Khi cả gia đình đang hạnh phúc bên nhau, thì bất ngờ trên trời có một tiếng nổ lớn. Sau đó có một vật thể không xác định rơi xuống, nghĩ rằng đó là máy bay gặp nạn, nên người bố Jack quyết định lái xe đến đó xem thử. Đi được nửa đường thì suýt chút nữa anh đâm vào một người. Anh ta giới thiệu là đại úy của không quân Hoa Kỳ và nói bản thân đang bị thương nặng vì đã bị va chạm với vật thể rơi. Để kiểm tra, Jack nhờ anh ta đưa đến hiện trường xem thử. Rất nhanh hai người đã phát hiện ra một thứ giống như UFO. Đúng lúc này bên trong xuất hiện một quả cầu. Nó trực tiếp bay đến chỗ của Jack và chọn anh làm vật chủ. Nó ghép đôi với anh và giải phóng ra một nguồn năng lượng khổng lồ, làm tên đại úy bất tỉnh bay đi. Còn Jack lại vô tình có được siêu năng lực từ quả cầu đó. Kể từ đó trở đi, Jack trở thành anh hùng làm nhiệm vụ giúp đỡ mọi người. Tuy vậy thì anh lại ít quan tâm đến gia đình hơn, tình cảm của các thành viên trong nhà cũng từ đó giảm dần. Qua đó việc học tập của Charlie luôn bị ảnh hưởng. Cậu mong được một lần bố đi xem cậu chơi bóng chày. Tuy vậy Charlie cũng rất hâm mộ siêu anh hùng và ước được một lần nhìn tận mắt sờ tận tay, mà cậu không hề biết rằng ông bố vô tâm của mình lại chính là siêu anh hùng. Kể từ ngày có sự xuất hiện của siêu anh hùng, số lượng tội phạm trên toàn cầu suy giảm đáng kể. Ngay cả cảnh sát cũng không có việc gì làm mà đứng đường cho hết ngày, còn binh lính thì chụp ảnh selfie khoe dáng. Chính vì thế làm cho Sir Lon, ông chủ của công ty vũ khí, đứng bên bờ vực phá sản. Nếu cứ tình trạng thế này thế giới sẽ không cần đến quân đội nữa. Hôm nay cũng là sinh nhật của Charlie, vì thế cả hai mẹ con muốn đến nhà Jack để quây quần bên nhau. Đã từ rất lâu rồi cậu cũng không được gặp bố, đến nỗi Jack cũng không thể ngờ con trai mình đã lớn như vậy. Buổi tối hôm đó cả hai đã có những giây phút vô cùng vui vẻ, nhưng không ngờ đúng lúc này Jack lại nhận được nhiệm vụ mới. Không được chậm trễ, anh phải ngay lập tức lên đường. Đang chơi vui lại cụt hứng làm cho Charlie vô cùng thất vọng, trực tiếp lấy điện thoại gọi mẹ đến đón. Nhưng thật ra cậu chỉ gọi giả vờ. Đợi khi Jack vừa rời đi, Charlie lại rút điện thoại gọi cho thằng bạn thân đến đây quẩy. Ai ngờ khi Burger đến lại gọi thêm cả hai bạn nữ nữa đến, mà trong số đó có cả Maya là người Charlie thích thầm. Nhưng trong khi nói chuyện, Charlie lại vô tình chạm vào viên bi sắt, làm nó chuyển động tạo ra từ trường và mở khóa một căn phòng bí mật. Tuy vậy thì phải có mật mã mới vào được căn phòng đó. Sau khi kiểm tra một lúc, thì cô bạn Lizzie đã nhập bừa ngày sinh của Charlie. Kết quả căn phòng đã mở ra. Bên trong căn phòng đó là một căn cứ vô cùng rộng lớn, ở giữa là quả cầu năng lượng mà Jack đã tìm được trước đây. Charlie cũng chưa khi nào được nghe bố nói về những thứ này, có quá nhiều thứ hiện đại vượt quá sự hiểu biết của đám trẻ, mà kiểm tra chúng biết được đây chính là căn cứ của siêu anh hùng. Charlie lúc này mới ngỡ ngàng, chẳng nhẽ ông bố tồi của cậu lại là người bảo vệ thế giới. Nhưng cậu vẫn không tin lắm, vì ngay cả bơi còn không biết thì ông không thể nào là siêu anh hùng được. Phía khác, Sir Lon đang tìm mọi cách để cứu vãn tình hình. Hắn ta thuê một đội sát thủ cầm đầu là tên đại úy truy tìm tung tích của siêu anh hùng, với hy vọng sẽ giết được anh để cứu vãn sự nghiệp. Nhưng đã tìm rất lâu mà vẫn chưa thấy manh mối gì. Còn đám trẻ thì vẫn hăng say khám phá, mỗi đứa tự lấy cho mình từng loại vũ khí khác nhau. Burger thì lấy cho mình một chiếc dùi khui điện có thể nhấc bổng và di chuyển đồ vật. Charlie lấy một chiếc đồng hồ đeo tay thông minh, nó thậm chí còn có cả bảng điều khiển, mà chưa quen cậu đã vô tình kích hoạt chức năng tấn công, làm cho cô bạn Maya bay đi. Cũng may trước đó cô lấy bộ đồ có chức năng phòng thủ, nên mới giữ được tính mạng. Còn cô nàng Lizzie lại lấy cho mình một chiếc ba lo, làm cho người sử dụng có thể bay. Quay đi quay lại đã thấy cậu bạn Burger chẳng còn đầu. Thì ra đó là tác dụng của chiếc vòng ma thuật, nó sẽ khiến vật thể dịch chuyển từ chiếc vòng thứ nhất đến vòng thứ hai, rồi bốn đứa trực tiếp triệu hồi chiếc xe của bố Charlie. Sau đó lái nó phi thẳng đến trường, dùng chiếc vòng dịch chuyển để làm bài thi. Chỉ cần đưa để qua chiếc vòng bên ngoài, Lizzie đã đợi sẵn. Cứ như vậy cả nhóm vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng. Rồi Charlie lại dùng chiếc vòng tay để thi đấu bóng chày, làm quả bóng cậu ném ra ngay cả đến con ruồi cũng không thể chạy được, trực tiếp xuyên thủng găng tay bắt bóng, ngay cả tường gạch cũng không thể làm nó dừng lại. Bay thẳng đến phòng giáo viên đang chấm bài thi, làm ai chứng kiến cũng phải kinh ngạc. Rồi bốn đứa lại lên xe trở về, mà không may lại chạy vượt quá tốc độ, khiến cảnh sát đã thất nghiệp đã lâu nay mới có việc. Khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát phía sau làm Charlie vô cùng hoảng loạn, đành phải nhấn ga tăng tốc hết cỡ. Thấy không ăn thua, cả nhóm liền ấn hết tất cả những gì có thể ấn, làm cho chiếc xe kích hoạt hệ thống phòng thủ, thả ra rất nhiều bom khói che mắt cảnh sát, không nhìn thấy đường, bọn họ chỉ đành từ bỏ truy đuổi. Mà chính những hành động của đám trẻ đã để cho đám Sir Lon phát hiện ra tín hiệu, ngay lập tức lên đường làm nhiệm vụ. Lúc này đám Charlie cũng đã về đến nhà và tiếp tục những trò nghịch ngu không hồi kết. Mà bên ngoài, đám người của Sir Lon đã đến đây, cứ vậy dễ dàng phá cửa vào trong, rất nhanh đã tìm ra căn hầm bí mật. Bên dưới thì vẫn chưa ai biết gì, thậm chí anh bạn Burger còn đang ung dung livestream. Đến khi Charlie và Maya thấy có tiếng động thì hai người mới biết nơi này đã có kẻ đột nhập. Thấy không an toàn, hai người đành kéo nhau bỏ chạy và thông báo tình hình cho anh bạn Burger. Mà đám người dưới sự chỉ huy của tên đại úy
Sau khi kiểm tra thì phát hiện ra Jack đang làm nhiệm vụ ở Nhật Bản, nhưng lại có ly cà phê nóng trên bàn. Điều đó chứng tỏ đang có người khác ở đây, thế là tên đại úy ra lệnh phải tìm ra được kẻ đó, sau đó trực tiếp đóng tất cả các cửa ra vào, đúng lúc chặn đúng đường chạy trốn của nhóm xác ly, mà lúc này Lizzie vẫn đang trong nhà vệ sinh. Chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, khi bước ra lại vô tình chạm mặt một tên địch, làm cô ngay lập tức phải vắt chân lên cổ bỏ chạy. Phía khác nhóm ba người đã tìm được đến nơi kết quả cầu năng lượng, xác ly thấy vậy liền cầm luôn nó đi, làm cho cả căn phòng mất đi nguồn năng lượng cung cấp. Tên đại úy qua đó cũng biết điều này, hắn nói lên loa cho cả đám xác ly nghe, nếu muốn sống thì hãy giao ra quả cầu năng lượng. Lúc này tên Sơlôn mới đến nơi, mà không ngờ Lizzie phía trên lại bất cẩn để lộ vị trí, thế là bị Sơlôn khống chế. Nhưng bất ngờ bên ngoài có tiếng chuông cửa, làm Sơlôn tưởng rằng Lizzie đã báo cảnh sát, tí nữa thì cho cô đi đoàn tụ với ông bà. Ai ngờ khi mở cửa lại là anh trai của anh chàng Burger, thấy thằng em livestream lên cũng đến đây chơi cùng, ai ngờ lại bị tóm luôn. Qua đó bọn chúng cũng biết được ở đây chỉ toàn là trẻ con, cứ thế bắt hai người làm con tin uy hiếp những người khác ra mặt. Để cứu bạn, bọn họ chỉ đành hành động lén ăn cắp những vũ khí ở trên bàn. Không may Sơlôn lại đụng độ với Burger đang đi lấy vũ khí, đúng lúc chiếc dùi cui điện trên tay hút chiếc ghế, làm nó bắn thẳng vào hắn khiến hắn ngất lịm. Qua đó cậu béo dễ dàng khống chế đưa hắn ta tới chỗ xác ly, rồi bọn họ tra khảo tên này bằng cách kích điện trực tiếp vào người, làm cho Sơlôn phải nói ra sự thật. Quả cầu năng lượng vốn không phải của trái đất, nó là nguồn sức mạnh to lớn người ngoài hành tinh ban cho, nhưng khi vào tay bố của xác ly thì ông lại giữ một mình. Bây giờ họ muốn lấy nó để khai thác toàn bộ tiềm năng của nó, phục vụ cho con người. Ai ngờ nghe thấy những lời như thế, mấy đứa lại tin sái cổ, trực tiếp đồng ý giao ra quả cầu năng lượng. Lúc này Jack vẫn đang đi làm và nhận được tin báo ở nhà có kẻ đột nhập, làm anh phải quay đầu tức tốc bay về. Ở nhà thì xác ly đã ra đến địa điểm giao dịch, khi bọn họ thả người thì cậu mới giao cho chúng quả cầu. Không ngờ vừa có nó, Sơlôn lại lật mặt, trực tiếp sai người khống chế đám xác ly. Nhưng lúc này Sơlôn mới nhận ra đã bị lừa, quả cầu đó chỉ là giả. Khi này đám trẻ mới bắt đầu phản công, cứ vậy tắt toàn bộ điện căn phòng rồi nhân cơ hội đi lấy vũ khí. Không ngờ một tên lính đã kịp thời kích hoạt lựu đạn, may mắn may a kịp thời tạo khiên chắn mới thoát chết thần kỳ. Nhưng cũng vì thế mà quả cầu năng lượng bay ra khỏi tay và rơi vào tay đám lính. Tuy vậy đám trẻ cũng không để chúng lấy nó cách dễ dàng như vậy, cả nhóm quyết phải ngăn cản quân Sơlôn bằng mọi giá, kể cả có phải đá nát bướm con mụ già. Cùng với sự phối hợp vô cùng ăn ý, bọn họ đã cùng nhau đánh cho tên lính tơi tả. Đồng thời Burger cũng úp vòng dịch chuyển lên đầu hắn ta, làm cho ông bảo vệ ở trường nghĩ rằng gặp ma mà chạy mất cả dép. Đến khi hắn tháo được chiếc vòng ra thì lại bị ăn quả đấm ngất lịm. Lúc này tên đại úy đã bắt được xác ly, hắn ta trực tiếp giằng lấy quả cầu, nhưng khi chạm vào nó thì anh lại nhìn thấy viễn cảnh tương lai đen tối. Vì thế đại úy đã thay đổi quyết định. Không lâu sau đám trẻ hoàn toàn bị khống chế, tên Sơlôn trực tiếp dí súng vào đầu uy hiếp đại úy giao ra quả cầu, mà Burger và xác ly dường như đang có kế hoạch nào đó. Cậu béo trực tiếp lấy dùi cui điện cướp lấy quả cầu, còn xác ly nhanh chân chạy đi lấy chiếc vòng dịch chuyển, thành công đưa quả cầu đến vị trí vòng thứ hai đang ở tủ của trường. Còn Mark ở phía khác đeo vòng tay thành công phá hủy chiếc vòng. Đúng lúc này Jack cũng về tới nơi, anh nói dối rằng bản thân chỉ là một nhân viên IT, nhận được tín hiệu cảnh báo xâm phạm an ninh nên mới đến đây. Nhưng khi bọn chúng nhìn thấy chiếc thắt lưng trên bụng thì đã biết anh nói dối, khiến Jack phải trực tiếp biến hình, rút súng tiễn một tên về suối vàng, rồi lại tạo khiên chắn đỡ toàn bộ số đạn của kẻ địch. Mà tên Sơlôn lúc này lại nhìn thấy bộ đồ dự phòng của Jack gần đó, nhờ bộ đồ đó hắn ta đã thành công đả thương được Jack, cứ vậy tóm lấy Burger bắt cậu phải dẫn đi tìm quả cầu. Mà Jack bị thương đã rất nặng, đồng thời bộ đồ chiến đấu của anh cũng hết năng lượng. Bây giờ là họ phải đuổi theo tên Sơlôn đến trường. Lúc này tên đại úy cũng đứng về phía họ và đồng ý giúp đỡ đi ngăn cản tên Sơlôn. Cả nhóm nhanh chóng lên xe di chuyển, với chiếc xe có thể đi với tốc độ ánh sáng, thì chẳng mấy chốc họ đã đến được trường học, mà Sơlôn cũng đã đưa Burger đến được tủ đồ, nhưng tìm thế nào cũng không thấy quả cầu đâu. Thì ra cô giáo khi đi kiểm tra thì thấy trong tủ phát sáng, mở ra phát hiện quả cầu bên trong, thế là đã cầm nó cất đi. Tuy vậy vừa thấy quả cầu, Burger đã nhân cơ hội cướp lấy nó rồi bỏ chạy. Burger chạy được đến buổi nhạc hội của trường và trốn dưới gầm bàn, nhưng tên Sơlôn đuổi đến lại phát hiện ra dưới gầm bàn phát sáng, làm hắn lật tung chiếc bàn, quả nhiên thấy Burger bên dưới. May mắn đúng lúc này Jack kịp thời tới nơi, tuy vậy thì anh lại chẳng phải là đối thủ của hắn ta, vì khi này Jack đã mất đi bộ đồ chiến đấu, làm anh bị hắn sút bay đi như một quả bóng. Ở ngoài xe quá lo lắng cho bố xác ly cũng lái xe xông vào. Đồng thời Burger cũng ném quả cầu năng lượng cho Jack, anh thành công biến thành ông bố siêu nhân, dễ dàng một chiêu đánh bay tên Sơlôn. Lúc này anh mới cho hắn ta biết ai mới thật sự là siêu anh hùng. Jack đánh cho Sơlôn không có cách nào chống đỡ, đã thế còn được xác ly tặng kèm một quả bom vào người, trực tiếp tiễn tên Sơlôn về với ông bà ông vải. Cùng sự dũng cảm của những đứa trẻ mà họ đã hoàn toàn thắng lợi trong cuộc chiến này. Đúng lúc này mẹ của xác ly cũng tìm tới, cả nhà đã rất lâu rồi mới có một cái ôm hạnh phúc. Sau đó cả gia đình lại cùng nhau đi dã ngoại. Lúc này Jack lại nhận được nhiệm vụ mới, nhưng lần này anh không còn đơn độc, mà có thêm cậu con trai đi cùng cho đỡ cô đơn. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye!